Ok, em thử làm một cái intro để mà cho mọi người coi trước tiếng nổ linh tinh xem như thế nào. Đảo lộn lại cái lần trước xem như thế nào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thắng Máy Cưa Xích và Nông Cơ Duy Hải của em. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một con máy Estin 041 AVT. Dây điện nó mũ hả? Rồi bỏ luôn. Bỏ luôn thì câu dây công tắc khác. Câu rồi, công tắc rồi đi. Estin 041 AV. Thật sự lâu lắm rồi không dọn một con máy Estin 041. Tại vì không phải là nhu cầu khách không có, mà do là hàng nó không có những cái hàng xuất sắc, em không có lấy. Về và hôm nay về được một hai con gì đó thấy đẹp này, dọn lên đăng lên cho mọi người coi chiêm ngưỡng vẻ thô sơ của Estin 041. Hàng nói chung cũng rất là cổ rồi đó. Năm sản xuất thì không biết là năm bao nhiêu. Nhưng mà thấy là cũng rất là lâu rồi đó. Đây này, số seri của hắn này 3103703. Thì cái này để em coi lại là nhiều khi nó tính trong năm ở trong đó đó. Đâu, để dây ga, xài dây ga mà. Bình thường như không xài công tắc thôi, để đó. Ok. Con này thì nói chung là cắt lam tối đa của nó là 1m2. Máy thì em đã chuyển qua IC. Đó, tất cả mọi thứ từ lọc xăng, bình xăng lớn, bình xăng con, đồ linh tinh là kiểm tra hết từ ATZ hoàn thiện của máy. Nói chung là nhớt nhau ra hết, ok hết rồi. Phía đây là châm xăng và phía trên là châm nhớt cho mọi người. Đầy đủ hết, mọi người ra thoải mái, mọi người sàng. Buổi sáng mọi người muốn khởi động là bật công tắc, bóp ga một xíu, ấn chốt có ga lên. Kéo cái e lồi xuống, giật nó ho lên tiếng rồi đẩy lên. Và tiếp tục nó ho lên cái là tăng 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 này đó, hú lên đó. Bóp ga cái nó hồi về bình thường. Và khi đã nổ rồi thì mọi người chỉ cần giật nhẹ là nổ thôi. Nghe tiếng găng tì là mọi người đã thấy yêu rồi, rất là chuẩn rồi. Tăng tăng tăng, cực kỳ thích. Con này đang ráp lam là lam 60cm nha mọi người. Mọi người có thoải mái tẹt ga. Hàng Estin 041 này thì hàng có rất là nhiều. Nhưng mà quý khách hàng thích hàng xấu, hàng đẹp em có. Tại vì hàng xấu em không có ở nhà, mà hàng đẹp thì hiện tại là có vài con thôi. Thì cứ có hàng đẹp đến đâu em dọn sạch sẽ để em đăng lên cho mọi người coi tham khảo chiêm ngưỡng. Và đây còn một con này, em cũng đang rửa vệ sinh sạch sẽ này, cũng rất là đẹp. Estin 041 đó. Dẹp money này, ở Đức. Thấy không? Nói chung là hàng đẹp thì có giá đẹp, hàng xấu thì giá xấu. Thế thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người muốn xem chi tiết giá của con máy thì mọi người ấn vào phần mô tả video thì sẽ có giá ở trong đó nha mọi người ha. Và mọi người xem kênh YouTube thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn quả chuông thông báo để khi có video mới nhất sẽ cập nhật về điện thoại của mọi người. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ với cửa hàng là 0974644973. Thắng Máy Cưa Xích nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video nha.